rất kỳ lạ nha. Con bọ ngựa chỉ thích ở chỗ mát thôi. Đá này, đây là khay đá này. Con ngựa nó trong khay đá. Hôm qua thì lại chui tủ lạnh là không biết. Mở ra thì thấy nó trong đấy. Hôm nay mở tủ lạnh ra lại thấy nó trong khay đá này. Đấy, mọi người xem này. Con bọ ngựa này mình nuôi đấy, mình nuôi ở trong nhà. Nó cứ thích vào tủ lạnh, thích nơi mát nó ở. Sao này. Tên 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 tên. Bọ ngựa ơi, này, này. Này. Sao có bọ ngựa hay thế nhỉ? Chỉ thấy gì trong mát đây. Đá này có cái lỗ thông nó chui đi chui lại này. Đấy. Ui, ngã rồi, ngã rồi. Đấy, trả này về nơi cũ này. Bình thường nó hay chui vào trong này. Đấy, chui vào trong khe này. Đấy. 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 Chui vào trong khe mát này. Đấy. Mình đã. Đấy, chui đấy. Rồi. Chui đấy, ở đây. Quay mọi người xem, nó thò đầu như này. Khay đá đấy. Rồi, bây giờ mình lại cho nó vào tủ nhá. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Rồi, đi rồi.